Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Chào hai bạn nha. Bây giờ mình vào vị trí rồi ha, tháo mặt nạ rồi. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân. Bạn trai giới thiệu trước nè. Em xin chào chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên Trịnh Hữu Trọng, năm nay 30 tuổi. Công việc hiện tại làm đẹp cho xe máy và chở hàng tại gia đình. Làm đẹp cho xe máy? Dạ. Là làm gì? Thì cái xe máy mà nó xấu á, cái đến tiệm em tút lên, cái em làm thì nó đẹp đi như mới vậy. À mà người nó cũ vô làm, em có làm mới lên là được không? Thí dụ mà người cũ á, thí dụ em cố gắng á là sẽ làm được mới vậy á. Dạ. Hả? Trọng. Dạ. Quê ở đâu? Em ở Sài Gòn luôn chị. Ở Sài Gòn luôn. Rồi hiện tại sống ở quận mấy? À, hiện tại sống ở quận 12. Ở sống với ai? Em sống với ba mẹ với bà. Ba mẹ với bà. Dạ. Có anh chị em gì không? Anh chị em còn hai người em nữa chị. Rồi sống trong nhà chung luôn? Dạ sống ở nhà chung. Có ai có gia đình chưa? Có người em kế có gia đình rồi. Sao kỳ vậy? Sao em vượt mặt rồi? Tại vì em dở hơn cái người em. Dở hơn em ha. Em ngại tiếp xúc với bạn nữ á. Rồi em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia. Em tên là Chu Thị Thanh Thảo. Em 29 tuổi, hiện tại em là giáo viên mầm non, tại em đang làm ở Bình Dương. Bình Dương? Dạy ở Bình Dương luôn? Dạ. Mình nhà mình ở Bình Dương luôn hả cưng? Nhà em thì ở Bình Phước. Nhà Bình Phước dạy Bình Dương. Rồi nhắm bao lâu, thí dụ mà yêu nhau nhắm bao lâu chạy được lần? Mà em nhà em mới ở Sài Gòn ở quận 2 thì có thể em sắp xếp em chạy qua bên đó thí dụ tầm 1.5 tiếng hoặc 2 tiếng đi. Yêu nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Quan trọng hai người tìm hiểu nhau rồi cảm thấy hợp thì quan trọng là em cho người bạn gái tự quyền quyết định. Như em thì em sao tự quyền quyết định em được? Gia đình em em phải cầu hôn người ta chứ không lẽ người ta nói em anh ơi cưới em đi. Nhưng mà em cầu hôn rồi những người đó không đồng ý thì mình cứ cầu coi chừng nào cầu chừng nào được thôi. Dạ, ta nói dạ. Cầu được ước thấy. Dạ. Theo nguyện vọng của em là em muốn bao lâu thì được là cầu theo hôn? Nguyện vọng của em thì em cũng vợ cũng nói chung là cũng lớn tuổi thì em mong muốn là khoảng tầm tìm hiểu khoảng chừng 1 năm đến 1.5 năm. Thì còn không qua được 2 năm thì cũng được tới đó thôi hả? Đừng có hơn đúng rồi tới đó thôi. Quải lắm, với lại từ đây mà chạy xuống Bình Dương chạy 2 năm cũng quải lắm em. Dạ. Chạy nổi đâu không, chạy em thì em xin chạy nửa năm thôi là tại hồi đó giờ em chưa quen được ai nên giờ em mà có quen được rồi em chịu xin chạy lắm. Đó giờ chưa quen ai vậy? Thì em chưa quen ai. Lý do sao ế? Em nhút nhát cái trước đám đông á, em không. Ông nãy giờ nói chuyện nghe lanh lắm ông ơi. Nói chuyện là nói chuyện với chị á. Thế mà em gặp một người con gái mà người đó cũng chịu nói chuyện đi thì em cũng nói chuyện là được. Còn người con gái mà ấy em cũng không biết nói chuyện sao. Mà xưa giờ chưa thích một người nào hết hả? Hay là có thích mà không dám nói? Hồi xưa em có thích. Em có thích á, em cũng có tìm hiểu quen biết qua Zalo. Thì em mới gặp người đó trên Zalo vậy đó. Rồi kết bạn, người đó cũng đồng ý. Rồi hai đứa hẹn nhau đi ăn uống đi chơi gì đó được 1-2 lần. Rồi đến cái ngày đó là sinh nhật của bạn gái hiện lên trên Zalo nè. Cái rủ đi sinh nhật. Rồi chúng chở tối em làm xong rồi cũng chở đi sinh nhật. Mà bạn gái ở đứng ở đầu đường thôi chứ không có ở gần nhà mà đứng ở đầu đường á. Nên em mới chạy lại chỗ đó, em rước bạn gái đi ăn. Ăn xong rồi em chở bạn gái về. Tới cái đầu đường hồi nãy mà rước bạn gái đó thì bạn gái kêu là bỏ ở đây, bỏ bạn gái đi bộ vô cũng trong cho nhà. Vô nhà. Không cho vô nhà. Mà quen cũng 1 tháng mấy rồi. Thì bạn gái cũng biết cái chỗ nhà của em, chỗ làm việc của em. Mà em thấy là sao quen 1 tháng mấy rồi mà hôm nay ngày sinh nhật nữa mà cũng không mà cho vô. Không cho vô. Thì em thấy lạ nên em thấy vậy thôi cái em cũng không muốn quen nữa. Rồi vậy cái là chia tay đó hả? Dạ. Nãy giờ nghe ăn uống không rồi hai đứa có làm được gì nhau chưa? Chưa có tháng mấy à, chưa có làm gì á. Chưa làm gì luôn hả? Nắm tay em còn chưa nắm tay. Chưa nắm tay luôn. Dạ. Chưa nắm tay có nghĩa là làm gì, có hôn đúng không? Chưa có hôn luôn, tại chưa nắm tay sao hôn được. Một mối tình nó duy nhất rồi thôi đó hả? Dạ, có vậy thôi á. Vậy là còn nguyên hả? Còn zin hả? Dạ. Trời ơi, thiệt tình. Cảm nhận câu chuyện của bạn ấy sao? Dạ chắc là do bạn á gặp chưa đúng người với cả chưa tạo sự an toàn hay là sự tin tưởng cho bạn gái, nên bạn gái mới không vậy thôi. Với cả thường thường con gái thì như em thì nếu mà mới quen thì em cũng chắc em cũng chưa cho vô nhà đâu. Điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Dạ em thấy điểm mạnh của em thì là khá là thân thiện hòa đồng. Nhưng mà điểm yếu thì có vẻ là ít nói. Em ít nói với những người gọi là chưa quen. Còn mà thường thường mà mấy bạn em mà chơi thân thì lại kêu em là nói nhiều. Có tật xấu gì không em? Tật xấu của em thì chắc là thường thường mấy em gái của em thường thường hay nói là em hay càm ràm, cằn nhằn. Em bực mình gì là em phải nói liền, em phải nói chừng nào em hết bực thôi em mới nghĩ. Rồi tình trường em sao? Mấy mối tình? Em thì mối tình thì em cũng
chưa gọi là không có mối tình nào là chính thức hết á. Tại vì là thường á em ở cái mức độ là tìm hiểu thôi. Khoảng 2 tháng, 3 tháng là 3 tháng là nhiều á. Thường thường thì họ cứ cho em cảm giác là được thì được, không được thì thôi á. Không có ai có quyết liệt trong tình yêu á, phải không? Dạ đúng rồi, họ như là giống như là thả câu vậy á. Thả cái mồi cá xuống, con cá nào cắn thì là được, còn không cá nào không cắn được thì thôi. Tính em thì không có vậy gì. Em quyết liệt không? Không, tính em á, đó tại em chưa quen ai. Nhưng mà nếu em mà quen thật lòng á, tính em là rất là thật lòng. Quen là để còn sau này còn tiến tới một cái gì đó xa hơn, hay là hôn nhân, hay là vợ của em nữa, chứ không phải là quen như bạn đó nói là thả câu gì đó. Tính em thì em không có vậy. Giờ em thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích mẫu người bạn gái của em á, thì tính cách á là vui vẻ hòa đồng thôi, biết hiểu chuyện, đừng có càm ràm những cái chuyện mà không đâu, vô đâu á. Rồi thế em tìm mà thích mẫu người như thế nào? Dạ em thì chỉ cần là biết quan tâm. Có gì cái ngoại hình có thích gì như thế nào không? Con gái em thì cao tới từ 1m55 đến 1m6. 55 đến 1m6. Dạ. Khuôn mặt là dễ nhìn thôi, là được rồi. Còn em muốn người bạn trai gì, ngoại hình như thế nào? Dạ chắc cao hơn em là được rồi chị. Em cao mét mấy? Em cao 1m55 à. Đó, kiếm điền 1m55 á. Đợi ảnh chồng á, ba anh từ thấp đến cao luôn, nó muốn anh nào đó muốn. Tìm thử coi. Sao chọn cô đó? Thì nói mà 1m55 thì chắc vậy. Ủa người ta lùng lùng đứng khum khum gì mà biết ta 1m55 luôn hả? Thì em đón mà chị chỉ em đón. Thì đón thì chị hỏi thôi. Dạ em đang đón. Đâu anh nào? Anh ơi anh cao mét khoảng mét bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m68 em. Anh nói gì là em dễ đón rồi. Tại cái ba anh em nó là khác nhau, nhìn dễ đón rồi. Từ thấp tới cao. Còn như đây là anh mới khó đón nè. Chốt chưa? Đây phải không? Dạ. Em đón thôi, em đón thôi. Dạ, đây đúng không? Có thể mình đổi là được. Được. Ai? Đổi đi lần cuối. Lần cuối hả? Ừ. Chắc ngồi trên đây quá. Rồi vàng chính giữa. Dạ thì bây giờ không cao thấp thì chính giữa. Thân mình ha, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán ạ. Rồi mình bắt đầu đi ạ. Dạ xin chào chương trình. Thì mình xin tự giới thiệu là mình tên Nguyễn Thị Thủy Tiên. Sinh năm 1990. Hiện là mình đang làm quản lý một công ty tập đoàn Hàn Quốc. Nhưng mà mình sinh ra và lớn lên ở Hồ Chí Minh ạ. Quản lý công ty Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi. Mình làm nói chung là giám đốc điều hành đó chị, General Manager. Rồi. Công ty mình làm bên du lịch, mình quản lý về mảng du lịch cho khách nước ngoài qua Việt Nam mình đi đánh gôn đó, đặt tour. Nhà tiên là ở quận mấy? Mẹ anh gọi nhắc. Ngồi gót. Rồi, hiện tại đang đi làm đúng không? Đúng rồi, hiện tại mình đang trên công ty á. Mình làm ở bên Bình Thạnh. Ok. Rồi, bên Bình Thạnh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của tiên là gì ha? Điểm mạnh điểm yếu mà nói chung là nhiều cũng không ít. Nói chung là về con người đi, ngoài công việc ra thì về con người của mình đi, tại vì công việc thì chắc chắn là năng động, để giỏi, để nhiệt tình rồi. Không, tính mình vậy thôi chứ mình chậm tính lắm. Cái đặc điểm đúng rồi, đó là về con điểm của mình á. Quay của mình thì mình thấy là mình cẩn thận, rất là cẩn thận, tỉ mỉ lắm. Mà mình thì mình thật thà, ít nói, kiểu nói chung là mình kỹ tính á, thì mình kỹ tính thôi chứ không có khó tính lắm, nhưng mà kiểu như là mình sẽ không có không biết thể hiện ra bên ngoài á, mình sẽ không nói chung là trầm tính, ít nói đó, đó là cái nhược điểm của mình. Ưu điểm thì mình thấy chắc chỉ có cẩn thận thôi. Hát hò có năng khiếu, có nhảy nhót thì được không? Không, hình như mình ít vận động. Con biết là hát tập gym, yoga, đồ gì không? À, gym thì có tập. Lâu lâu gym thì đi, còn không thì... tập thể thao đúng không? Dạ. Nói chung gym thì đi, còn lười thì thôi. Nhưng mà thường thì sáng sẽ dậy sớm và thể dục. Cái lịch làm việc của mình là như vậy. Nói chung là mình là... Hiện tại là Tiên đang sống cùng cha mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi, sống cùng với gia đình luôn. Rồi, về tình trường thì sao nè? Có bao nhiêu mối tình rồi? Hiện tại thì mình có 2 mối tình.
Mối tình thứ nhất đó là thời đi học, thời mà học đại học quốc gia năm 2 á. Rồi vì do khác biệt về cái tôn giáo nên là không đến được với nhau. Còn cái tôn giáo là sao, là tiên có đạo hay là anh kia có đạo? Mình thì theo đạo Phật, còn anh kia là đạo Chúa. Mà nhà người ta theo đạo nên người ta bắt mình phải theo á, thì mình nhà mình thì không muốn như vậy nên là thôi. Một mối tình năm đại học đúng không? Dạ. Còn mối tình thứ hai của mình đó là sau khi đi làm, nói chung cũng là bạn hồi học cấp 2 của mình luôn. Nhưng mà bạn đi du học làm thi công rồi, lập gia đình ở nước ngoài luôn rồi. Ủa nhưng mà sao, là quen nhau xa xong rồi thì bạn lại đi nước ngoài bạn lập gia đình? Thì mình quen nhau, mình biết nhau hồi cấp 2 á, cũng là bạn học, học nhóm xong rồi đi lớn đi làm cái gặp lại nhau xong rồi quen nhau. Quen cũng được 8 năm rồi cái nói chung là bạn đi du học thì nói chung cái môi trường hai đứa mình á sẽ bị khác biệt rất là nhiều nên là không đến được. Ủa, tức là cái mối tình này là mối tình thứ hai của bạn đúng không? Mối tình đầu, dạ, mối tình đầu của em là mối tình năm đại học. Dạ đúng rồi. Mối tình thứ hai là em quen được 8 năm. Dạ đúng rồi. Vậy là cũng mới chia tay gần đây hả? Lâu, chia tay cũng lâu rồi đấy chị. 8 năm là sắp đến giờ là cũng cả năm mấy, 2 năm rồi. Là mình phải mất 4 năm mình mới quen được đó, mình quên được đó. Là 12 năm rồi đó. Cũng lâu rồi, nói chung mình thấy lâu lắm rồi. Xong rồi bạn ấy đi sang nước ngoài du học, xong rồi chia tay rồi bạn lập gia đình với nó luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là em muốn tìm mẫu người như thế nào tiên? Mẫu người hả? Nói chung là em không có một cái gu gì hết á, nhưng mà không, cái cơ bản cao, cao đi cao đi. Hơn em là khoảng trên 1m7, tại em 1m65 rồi. Nói chung là nhìn cũng phải lịch thiệp, cao ráng lịch thiệp, ngọt, giống như là chìm chua sạch sẽ luôn. Dạ đúng rồi, tương bắc gọn gàng chứ không có bày hày hay là mập quá hay là như nào. Nói chung cũng không có đòi hỏi nhiều. Em sẽ thích cái style kiểu dạng công sở văn phòng hay là style kiểu sport, kiểu khỏe mạnh á? Thì em thì chắc là thích theo cái kiểu thanh lịch đó, chắc là cũng văn phòng vì hay là làm việc gì kiểu vậy đó, có trình độ học thức với chị kiểu vậy. Tại cái môi trường tiếp xúc của em thì cũng người nước ngoài nhiều, với lại hoặc là ở trong công ty thì cũng toàn là mấy chị lớn tuổi nữ là chính, là không có nam nữa nên là cũng có đối tượng lắm. Ok. Thì rồi. Nói chung là cái người đó thì em cần là vui vẻ nhiệt tình thôi, thân thiện, không có gia trưởng, hiếu hảo. Vậy thôi bây giờ không biết. Về tuổi tác đi, về tuổi tác xong rồi về tuổi quán đi. Tuổi tác thì chắc là phải chắc từ nếu mà nhỏ thì phải nhỏ hơn em 2 tuổi thôi, thì chắc khoảng 30, 31 gì đó. Thì 40, 45 thì ý là trong có khoảng độ tuổi dao động gì đó, từ 30 đến 45 khoảng như đó chị. Vậy mà năm nay cũng 33 tuổi rồi, tức là nhỏ hơn 2 tuổi, lớn hơn maximum là một con giáp là 12 tuổi đúng không? Dạ thì phải vậy đó. Ok. Quê quán có bạn trai thì em có quan trọng không? Quê quán hả? Nói chung là cũng không có quan trọng, mà nói chung mình sẽ thích người miền Tây, giọng nói, nói chung là giọng nói dễ nghe chứ đừng có mấy mình đâu phải phân biệt vùng miền, nhưng mà sợ mấy cái miền kia mình nghe không được, khó nghe, không nói chuyện được á. Thì người miền Nam. Người miền Nam rồi, nói chung là từ sống và làm việc ở Hồ Chí Minh này là được. Ở Bình Dương, Long An, Đồng Nai hay là Vũng Tàu hay Đà Lạt gì cũng được, không biết sao. Nhưng mà sống và làm việc ở Hồ Chí Minh.
Ok rồi, ok, cảm ơn Thủy Tiên ha. Hôm nay mình phỏng vấn sơ lược thôi, thì có người phù hợp, có lịch trình phù hợp thì chương trình sẽ kết nối với em ha. Nói chung là cũng tạ ơn casting rồi, thì chờ chương trình tìm có người phù hợp cho mình thì sẽ báo trước và để